Tôi là Bùi Hiếu, chuyên sửa chữa lắp đặt đầu đi ô tô. Mày tôi sẽ hướng dẫn quý vị các bạn cách tháo cái đầu con i10 ra. Là tháo cái đầu i10 mà nó không bị xước mặt tâm lô, không bị xước một chút xíu nào. Các bạn đầu tiên các bạn dùng một cái thanh cái lưỡi dao hoặc cái lưỡi cưa, như tôi dùng lưỡi cưa này. Các bạn tách vào đây này, tách vào đây, ấn tách vào đây, ấn tách trên này này. Đấy. Làm sao các bạn cậy được cái nhựa này, cậy ra nó không sẽ không bị xước đâu. Cậy khéo ra nó không bị xước. Các bạn cần phải nhớ được cái này là nó chỉ là cái nợ, nhựa cài thôi nhé. Sau khi các bạn nhớ được nó ra rồi thì các bạn dùng cái móc như của mình rồi này, là dùng cái dây điện loại to ấy, rồi cho qua cái lỗ cái xuyên qua cái này. Trong này nó có một cái này các bạn xuyên qua được. Các bạn kéo thẳng ra, cầm kéo thẳng ra. Vô cùng cứng. Toát hết cả mồ hôi này. Con này lần đầu tiên tháo ra cho nên nó rất là cứng. Các bạn sẽ không phải cậy ở trên này, cậy trên này kiểu gì cũng sức mà thâm luôn. Bạn cậy khéo đến mấy chân nữa cũng sức mà thâm luôn. Bạn làm như mình nói thì sẽ không bao giờ sức. Đây ở chỗ này. Chỗ này, đó, các bạn xuyên cái dây điện, nếu không có cái móc xuyên cái dây điện này, móc nó ra. Kéo mạnh nó ra, kéo mạnh như mình đã kéo. Bây giờ các bạn tháo bốn con ốc này ra là tháo đã tháo đầu rồi. Con này nó đang bị trắng màn hình, bị i10 trắng màn hình hoặc là không lên nguồn. Bị liên tục rất nhiều con, bị hầu như con nào cũng bị. Nếu các bạn bị bệnh này thì hãy mang qua cho mình sẽ xử lý giúp các bạn nhanh gọn nhẹ, có thể lấy được ngay. Sau khi tôi sửa xong khoảng 15 phút sửa xong thì bây giờ nó đã chạy ngon lành rồi. Mọi cái chạy rất là tốt. Nếu các bạn bị lỗi thì hãy đến với tôi sửa ngay cho các bạn nhé. Cảm ơn các bạn.